chào tất cả các bạn. Chúc một buổi sáng đầu tuần thật là nhiều năng lượng tốt lành. Sáng nay Phượng sẽ chia sẻ cách thức để chúng ta làm sạch và tái tạo năng lượng cho chuỗi mala hoặc là vòng đeo tay làm từ gỗ, vỏ ốc hoặc là đá hoặc là bán đá quý. Trên tay Phượng là một cái chuỗi làm từ gỗ, cái chuỗi mala của Phượng. Thật ra chuỗi mala khi mà chúng ta mua từ ngoài tiệm đem về á, thì có nhiều người đã cầm qua rồi, và chúng ta cần một cái bước đó là làm sạch về mặt vật chất và tinh thần cho chuỗi mala của chúng ta, để khi mà chúng ta đem thì nó sẽ tươi mới hơn. Cách thứ hai đơn giản, các bạn có 3 cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng một cái khăn ẩm hoặc là một cái miếng bông như thế này, và chúng ta thấm tinh dầu. Ở đây cũng có cái tinh dầu xả vừa mới chân cất, thật ra nó rất là nhẹ. Nếu mà sử dụng tinh dầu, các bạn sử dụng tinh dầu rất là nhẹ nha. Tinh dầu này của Phượng là có lẫn nước ở trong đó chứ không phải là tinh dầu nguyên chất. Các bạn đừng sử dụng tinh dầu quá nguyên chất và quá mạnh, nó sẽ tẩy những cái bề mặt của cái chuỗi của chúng ta. Và nhớ là đừng bao giờ sử dụng rượu hoặc là cồn hoặc là nước rửa tay nha các bạn. Đây, Phượng sẽ bắt đầu là lau sơ qua cái chuỗi của mình. Cứ như vậy chúng ta lần lượt lau qua từng hạt. Sau khi mà chúng ta đã dùng khăn ẩm để lau sạch sơ qua cái chuỗi mala của chúng ta, thì ở đây Phượng sử dụng thêm dầu dừa. Đây là dầu dừa nguyên chất các bạn ạ. Phượng sẽ làm bóng cái chuỗi gỗ của Phượng. Dầu dừa cũng có thể sử dụng cho các loại đá luôn nha các bạn. Ở đây là bán đá quý thôi nha các bạn, hoặc là thạch anh, hoặc là lam ngọc, hoặc là ngọc Pakistan thôi các bạn. Đừng có sử dụng đá quý. Đá quý mình không dám đụng tới, để chuyên gia đụng tới. Ôi, nó rất là bóng luôn á. Xoa vào tay mình và nắm trên cái sợi chuỗi. Sơ sơ thôi mà nó đã bóng như thế này. Rồi, ok. Sau khi mà chúng ta đã hoàn tất cái bước làm sạch, lau sạch này rồi, thì chúng ta sẽ để nó vào một cái dĩa và để cái chuỗi mala của chúng ta dưới ánh sáng mặt trời khoảng 1 tiếng cho đến 2 tiếng, để sẽ giúp cái chuỗi của chúng ta nạp cái năng lượng tốt lành từ khí trời. Và bước cuối cùng, bước này thì thiên về mặt tâm linh. Thường là khi chúng ta mua chuỗi mala thì chúng ta sẽ cần nhờ sư thầy trì chú cho cái chuỗi của chúng ta để tái tạo năng lượng và làm sạch. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không thể nhờ được sư thầy, thì nếu mà ở nhà các bạn có một cái chỗ thờ cúng, thì chúng ta có thể đặt cái chuỗi mala của chúng ta lên hoặc cái vòng của chúng ta lên ở trên đó và niệm chú 108 lần cái câu Om Mani Padme Hum, hoặc là bình thường như nhà Phật hay niệm đó là A Di Đà Phật cũng vẫn được ha các bạn. Rồi,
rồi. Mọi người nhớ không ạ? Chúng ta có ba cách thức tổng hợp lại ha. Thứ nhất là lau sạch bằng dầu dừa, dầu mè hoặc là dầu hướng dương, hoặc là tinh chất tinh dầu nhẹ thôi, có lẫn nước thì càng tốt. Hạn chế sử dụng nước, nước thì vẫn được nhưng mà hạn chế sử dụng một số loại như gỗ, vỏ ốc đồ này nọ. Nếu chúng ta sử dụng nước nhiều quá thì những cái tinh thể nó sẽ bị làm mòn. Rồi, cách thứ hai là chúng ta để dưới ánh nắng mặt trời, và cách thứ ba là chúng ta trì chú. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật là tốt lành, và nhớ là luôn mang theo chuỗi mala hoặc là vòng lễ vai của mình như là tính vật hộ thân để giúp cho chúng ta phòng ngừa được những cái năng lượng tiêu cực từ bên ngoài. Xin cảm ơn.